Mới đây lúa quý được hơn khoảng gần 20 ngày thì sau khi quyết định phun xong cỏ già và bón phân được hơn một tuần thì lúa bắt đầu chuyển màu xanh, nhìn khá đẹp. Thì hiện nay có một số hiện tượng là cây lúa nó hơi bị cháy một chút đầu lá, có thể là do ảnh hưởng của bên ảnh hưởng của thuốc xịt cỏ già. Chính vì vậy kế hoạch sắp tới sau khi cấy xong những cái vị trí còn trống còn thiếu do thời tiết nước lúa mọc không đều thì bà con chúng ta có thể phun thêm phân bón lá, đặc biệt là trong cái mùa đông mùa lạnh này thì chúng ta có thể kết hợp siêu lân cộng với vi lượng phun lên rất là tốt cho cây, để cho cây đẻ nhánh mạnh. Hai là chúng ta kèm với lại thuốc sâu cuốn lá để phòng cho cây lúa chúng ta mọc khỏe, phát triển đồng đều. Xin cảm ơn tất cả quý anh chị và bà con đã quan tâm.